Ngày 27 tháng 4 năm 2024, cảnh sát quận Robeson, Bắc Carolina nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Người ở đầu dây bên kia nói với giọng chậm rãi nhưng yếu ớt, hỏi cảnh sát rằng liệu họ có thể định vị được điện thoại của cô hay không. Đáng sợ hơn, cô gái đó còn tuyên bố mình sắp sửa tự chấm dứt cuộc đời và mong muốn thi thể được tìm thấy càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chưa kịp để nhân viên trực tổng đài phản ứng, cuộc gọi đã bị dừng một cách đột ngột. Vậy, người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại đi báo cảnh sát chuyện mình sắp từ giã cõi đời? Rốt cục thì đây là một biểu hiện của việc rối loạn tâm lý hay một cuộc gọi bị thúc ép để hợp thức hóa án mạng? Hãy cùng chúng mình đi tìm câu trả lời trong vụ án cô gái báo cảnh sát chuyện mình sắp quyên sinh và những dấu hiệu mờ ám. Và như thường lệ, các bạn đừng quên để lại một like và một subscribe để giúp cho Khánh Hà và ekip của Kỳ Án Có Thật sớm đạt mục tiêu 100.000 người theo dõi nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều và chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại công viên bang Lumber River thuộc quận Robeson, Bắc Carolina. Người ta phát hiện thi thể một người phụ nữ 30 tuổi tên là Mika Miller. Nạn nhân đã qua đời do một vết thương do súng bắn. Điều đáng nói là trước khi chút hơi thở cuối cùng, Mika đã cố gắng liên lạc với cảnh sát báo mình sắp quyên sinh. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, cảnh sát tìm thấy cô tại công viên. Kết quả khám nghiệm tử thi nhanh chóng kết luận Mika đã tự kết liễu đời mình. Thế nhưng cả gia đình Mika và dư luận đều không tin vào điều này. Em gái cho biết Mika từng tâm sự rất nhiều lần với cô rằng nếu chị có qua đời vì súng đạn thì kẻ gây ra chắc chắn là John. Và John không ai khác chính là chồng của Mika. Gia đình nạn nhân cũng nghi ngờ cuộc gọi báo án kia chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu bởi chính kẻ thủ ác. Rất có thể hắn đã sử dụng công nghệ giả giọng nói để đánh lừa cảnh sát. Nếu không thì tại sao Mika lại nói chậm như vậy? Gia đình khẳng định Mika không có thói quen nói chuyện với tốc độ chậm rãi như thế. Thêm nữa, ngay sau khi Mika qua đời, John đã vội vàng tiến hành hỏa thiêu mà không hề có ý định khám nghiệm tử thi. Hành động này càng khiến gia đình nạn nhân thêm phần nghi ngờ rằng John chính là hung thủ và đang tìm cách che giấu hành vi phạm tội của mình. Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa Mika và John vốn đã rạn nứt từ trước. Mika từng gọi cảnh sát vì nghi ngờ John đã cài thiết bị theo dõi trên xe và làm thủng lốp xe của cô. Vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, Mika cũng đã đệ đơn ly hôn và xin lệnh cấm John tiếp cận đến mình. Vấn đề nan giải nằm ở chỗ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, John được xác nhận đang ở Charleston, Nam Carolina và có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vậy thì John có phải là hung thủ hay không? Nếu đúng là John, làm cách nào mà hắn có thể vượt qua khoảng cách giữa hai bang để ra tay với Mika và còn dàn dựng cảnh chính cô tự gọi cảnh sát báo án? Có vẻ như đây là một vụ án mạng với âm mưu gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, việc John bị mọi người hoài nghi cũng hoàn toàn là vô cớ. Theo thông tin từ tờ Daily Mail, John là một kẻ có tiền án tiền sự dày đặc với hàng loạt tội danh như tấn công, hành hung và vi phạm luật giao thông. Năm 1995, khi mới 17 tuổi, John đã gây ra một vụ tai nạn xe hơi do lái xe bất cẩn. May mắn cho hắn là gia đình hắn rất giàu có. Cả hai bố mẹ đã ngay lập tức chi ra 6.200 đô la Mỹ để giúp hắn thoát tội. Tuy nhiên, thay vì ăn năn hối cải, John vẫn chứng nào tật nấy. 3 năm sau, hắn ta lại bị kết tội một lần nữa vì lái xe gây nguy hiểm. Chưa dừng lại tại đó, chỉ một năm sau, trong một ngày mưa bão, John đã cố tình lái xe sượt qua một người phụ nữ đang xúc cát trước nhà. Hắn thậm chí còn lái xe chèn qua người phụ nữ, sau đó xuống xe và ra tay với nạn nhân một cách tàn bạo. Hành vi côn đồ này lại chỉ khiến hắn bị kết án có 4 năm tù giam, nhưng sau đó lại được hưởng án treo. Đến năm 2000, John bị cáo buộc tội cố ý gây thương tích. Tiếp theo, vào năm 2004, hắn lại vướng vào một vụ bạo lực khác. Tuy nhiên, với sự can thiệp từ gia đình, hết lần này đến lần khác, các vụ việc đều bị chìm xuống trong im lặng. Đến đây,
Nhắc tới John, không thể không nhắc đến người cha đầy quyền lực của hắn ta. Ông Mueller, một mục sư cấp cao của nhà thờ Baptist, hiệu trưởng trường Kinh Thánh và đồng thời cũng là hiệu trưởng một trường đại học. Tuy nhiên, bản chất ông ta là một kẻ giả dối và đồi bại. Không lâu sau khi John chào đời, Mueller đã bị cáo buộc có hành vi không đứng đắn với các nữ sinh. Năm 1993, ông ta chuyển đến Myrtle Beach, biến một căn cứ quân sự bị bỏ hoang thành trường Kinh Thánh. Không chỉ vậy, Mueller còn xây dựng một nhà thờ Baptist ngay bên cạnh trường học. Tuy nhiên, bản chất ông ta vẫn không thay đổi. Năm 2014, ông ta bị bắt vì hàng loạt tội danh như gian lận visa, thuê lao động bất hợp pháp và vi phạm luật lao động. Theo tờ New York Daily News, Mueller đã biến trường Kinh Thánh của mình thành trại lao động khổ sai nhắm vào các sinh viên nước ngoài. Tại đây, học tập không còn quan trọng mà mục tiêu chính là biến chính sinh viên thành người làm toàn thời gian cho gia đình Mueller. Sinh viên bị ép làm việc cực nhọc hàng giờ với mức lương thấp và thậm chí là chỉ được ăn thực phẩm hết hạn. Giới chức cũng cho biết Mueller cố tình tuyển sinh viên nước ngoài bằng những lời hứa hão huyền. Chẳng hạn như là cam kết việc làm 100%, nhưng thực chất là biến họ thành nô lệ. Quay trở lại với John, vào năm 2000, hắn kết hôn với người vợ đầu tiên, Allison. Họ có với nhau 4 người con, nhưng trong thời gian còn là đàn ông đã có vợ, John đã quen biết Mika, người sau này đã trở thành vợ hai của hắn. Mika sinh ngày 7 tháng 3 năm 1994. Đến năm 15 tuổi, cô chuyển đến Myrtle Beach cùng gia đình và gia nhập nhà thờ nơi John làm mục sư. Một cô bé 15 tuổi và một người đàn ông 29 tuổi khó có thể trở thành bạn bè theo bất kỳ hình thức nào. Chưa kể, mối quan hệ giữa họ lại là thầy trò hay mục sư con chiên, một mối quan hệ chứa đựng sự chênh lệch quyền lực rõ ràng. Tuy nhiên, John và Mika lại nhanh chóng trở thành bạn bè. Lúc bấy giờ thì có lẽ do còn quá trẻ nên Mika chưa nhận thức được hết các vấn đề. Nhưng là một người trưởng thành, lại là một mục sư quản lý mọi việc trong nhà thờ, John không thể không nhận ra sự chênh lệch giữa hai người. Vậy liệu có phải là hắn ta đã lợi dụng điều này để thao túng và ép buộc một cô bé vị thành niên hay không? Câu trả lời chỉ có John mới biết được. Vào năm 2010, khi Mika 16 tuổi, cô bắt đầu làm việc bán thời gian tại nhà thờ và thi thoảng đến nhà John làm bảo mẫu cho 4 đứa con của hắn. 2 năm sau, dưới sự mai mối của John, Mika lúc này vừa tròn 18 đã lấy một người đàn ông khác trong nhà thờ. Và tình cờ thay, người đàn ông này lại chính là bạn thân của John và John đã trở thành người chủ hôn trong đám cưới của họ. Thế nhưng, theo lời John kể lại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mika trong chiếc váy cưới tinh khôi bước vào nhà thờ, hắn ta đã say như điếu đổ. John nhận ra mình đã yêu Mika từ bao giờ. Hắn ghen tị với người đàn ông đứng bên cạnh cô. Không lâu sau đám cưới Mika, John bắt đầu thể hiện tình cảm của mình. Hắn ta lợi dụng chức vụ mục sư, điều chồng của Mika đến một vùng đất xa xôi để truyền giáo, qua đó có cơ hội tiếp cận Mika một cách dễ dàng hơn. Việc thoát tội sau nhiều lần phạm pháp cũng khiến John sinh ra ảo tưởng về quyền lực. Hắn ta tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì trong cộng đồng này mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Sự tự tin mù quáng đó khiến hắn ta hoàn toàn mất đi lương tri. Hoặc có thể là hắn ta nhận thức được nhưng lại cho rằng đó không phải là vấn đề lớn. Vì John luôn tự cho mình là người được Chúa chọn, có vị thế cao quý. Dù làm tổn thương người khác nhưng hắn lại luôn biện minh rằng mình đang giúp đỡ họ. Đến năm 2015, cả John và Mika đều thừa nhận họ đã phản bội người bạn đời của mình. 2 năm sau, họ ly hôn và tiến tới hôn nhân với nhau. Điều trớ trêu là John lại tuyên bố với phóng viên rằng không lâu sau khi kết hôn, Mika được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt và rối loạn nhân cách phụ thuộc. Mika phải dùng thuốc để kiểm soát bệnh tình. Tuy nhiên, Mika cho biết John đã bắt cô dùng thuốc. Đây là hành vi bất hợp pháp. Không có ai có quyền ép người khác sử dụng thuốc mà không có sự đồng ý của họ. Vậy tại sao John lại làm như vậy? Rất có thể hắn muốn kiểm soát Mika. Việc lạm dụng thuốc có thể khiến Mika không thể làm chủ hành vi của mình. Qua đó John dễ dàng thao túng cô hơn. Nhưng câu hỏi đặt ra là John đã lấy thuốc ở đâu? Vì sao cảnh sát không điều tra làm rõ điểm này? Đây là một chi tiết rất đáng nghi.
ngay từ khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, vợ cũ của John, Allison, đã cho biết. Trong đơn ly hôn, John thừa nhận bản thân không chỉ nghiện ngập mà còn có mối quan hệ với các cô gái trẻ trong nhà thờ. Trong bản tuyên thệ yêu cầu trợ cấp nuôi con, Allison viết, khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, chồng tôi đã thú nhận với tôi và các giáo dân rằng anh ta là kẻ nghiện quan hệ. Anh ta còn nói rằng mình thích những cô gái dưới 16 tuổi. Những cô gái trong nhà thờ cũng xác nhận điều này. Dẫu vậy, người ta vẫn cho rằng hắn là một mục sư đáng kính. Các lãnh đạo giáo hội thậm chí còn không xem xét việc cách chức John. Họ chỉ yêu cầu hắn ta đi chữa bệnh và nghỉ ngơi một thời gian để điều trị bản thân. Và tất nhiên là John đã phớt lờ sự việc này. Sau sự việc đó, rất nhiều giáo dân đã rời bỏ nhà thờ vì thất vọng. Tuy nhiên, John vẫn ngựa quen đường cũ. Tình trạng nghiện ngập của hắn ta thì lại càng nghiêm trọng hơn. Trong một đoạn video do bạn bè quay lại, người ta thấy John nằm vật vã trên sàn nhà. Miệng cứ lẩm bẩm rằng cơ thể xuất hiện cảm giác như có hàng nghìn con kiến bò trên da thịt sau khi đổi thuốc. Đến năm 2023, Mika, người vợ thứ hai của John, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa và đệ đơn ly hôn. Nguyên nhân là vì John đã ngoại tình suốt nhiều năm qua. Không những vậy, hắn còn thường xuyên lấy Mika ra làm trò đùa trước giáo dân trong các bài giảng của mình. Theo lời Mika, vào ngày 8 tháng 2 năm 2024, John đã ép cô vào bệnh viện tâm thần với lý do tâm thần không ổn định. Sau đó, John đã nhân lúc Mika không có nhà, tự ý xem trộm tất cả các thiết bị điện tử cá nhân của cô và xóa một số thông tin bên trong. Mika còn tố cáo John đã lấy cắp xe của cô trong thời gian cô nằm viện. Về phần mình, John lại cho rằng đó không phải là ăn cắp vì vợ chồng là một, tài sản của ai cũng là tài sản chung. Hắn ta giải thích rằng việc giấu xe đi là để ngăn Mika bán nó mà thôi. Ngày 10 tháng 3 năm 2024, trước sự chứng kiến của giáo dân, John tỏ ra bất bình khi phát hiện có tới 18 người đã nhắn tin cho Mika với nội dung nếu muốn biết sự thật về chồng mình, hãy tìm tôi sẽ giữ bí mật. John đã lên tiếng phê phán, tôi thật sự ghê tởm những kẻ đi nói xấu sau lưng người bạn đời của mình. Thế nhưng, chẳng phải là John cũng liên tục công kích và xúc phạm Mika ngay trước mặt giáo dân trong các bài thuyết giảng hay sao? Dù sao đi nữa, có thể thấy rõ ràng là hôn nhân của Mika và John đã rạn nứt nghiêm trọng. Chính vì thế mà mới có nhiều người lại chủ động liên lạc với Mika như vậy. Đáng tiếc là John không nhận ra điều này, hoặc có thể là hắn ta nhận thức được vấn đề nhưng lại chọn cách giải quyết theo cách độc đoán và ích kỷ. Hắn ta cầm điện thoại của Mika, ép cô vào bệnh viện tâm thần, nói với cô rằng những người muốn giúp đỡ cô đều là ác quỷ. Cô lập cô với thế giới bên ngoài. Trong một bài thuyết giảng sau đó, John lại tiếp tục đề cập đến Mika. Hắn nói rằng Mika đã xuất viện, rời bỏ hắn, mang theo hết tiền bạc và vẫn không ngừng nói xấu hắn với người khác. John tuyên bố mình không quan tâm vì còn đang bận rộn xây dựng trường học ở châu Phi và giúp đỡ trẻ em nghèo khó. Hắn ta còn tuyên bố sẽ tìm kiếm một người vợ mới, giàu có, mạnh mẽ, khỏe mạnh, yêu Chúa Giê-xu và quyến rũ. Nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. John chẳng những tỏ ra không quan tâm mà còn tìm cách phá hoại cuộc sống riêng của Mika. Bằng chứng là chỉ vài ngày sau đó, Mika đã phải báo cảnh sát về việc lốp xe bị ai đó rạch nát. Cũng trong thời gian này, cảnh sát còn tình cờ phát hiện có người đã cài 4 thiết bị định vị GPS trên chiếc xe mà Mika thường xuyên sử dụng. Và nghi phạm không ai khác, chính là John. Tuy nhiên, John lại cho biết mục đích hắn theo dõi Mika là vì lo lắng cô sẽ mua súng và làm điều dại dột. Chỉ vài tuần trước khi Mika qua đời, cô đã gửi đơn kiện lên tòa án. Trong đó cô nói rằng đã nhìn thấy ảnh nóng của mình bị phát tán trên mạng. Mika nghi ngờ chính John đã làm điều đó. Và sự thật đúng là như vậy. John không hề che giấu hành vi hèn hạ của mình. Trong một email gửi cho Mika, hắn ta thậm chí còn trơ trẽn thừa nhận. Phải, anh đã làm điều đó với em đấy. Anh muốn làm em đau khổ. Câu hỏi đặt ra là tại sao John lại muốn giày vò Mika như vậy? Câu trả lời không khó để nhìn ra. Hành vi phát tán ảnh nóng của Mika xuất phát từ lòng ích kỷ và sự thù hận. John muốn kiểm soát, muốn trừng phạt và muốn hạ nhục Mika để đáp trả việc cô dám vùng lên chống lại hắn và đòi ly hôn. 9 ngày trước khi Mika qua đời, trong bản ghi chú gửi cho luật sư, cô viết: kể từ ngày kết hôn với John,
tôi đã bị hắn trấn áp bằng mọi hình thức mà bạn có thể tưởng tượng ra. Hắn bạo hành tôi, cả về thể xác lẫn tinh thần. John không từ thủ đoạn nào để thao túng tôi. Hắn ta lăng mạ, sỉ nhục tôi, kiểm soát tài chính và giam cầm tôi. John theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi thông qua thư từ, điện thoại, email, tin nhắn. Hắn hách hòm thư, tài khoản mạng xã hội của tôi, lấy cắp điện thoại và giả danh tôi để nhắn tin cho giáo dân, bạn bè và gia đình tôi. Bịa đặt chuyện tôi có quan hệ với các nam thanh niên trong nhà thờ, thậm chí là còn cài thiết bị theo dõi trên xe của tôi. Ngày nào tôi cũng sống trong đau khổ, sợ hãi và tuyệt vọng. Thế nhưng, trước mặt mọi người, John lại tỏ ra là một người chồng tốt, luôn lo lắng cho vợ. Hắn ta lan truyền thông tin Mika bị tâm thần, mắc chứng rối loạn lưỡng cực và sẽ tự hủy hoại bản thân nếu không có hắn ta bên cạnh. John còn bao biện rằng Mika do bệnh tình quá nặng nên mới nói xấu hắn ta như vậy và hắn chấp nhận hy sinh để cứu rỗi vợ mình. Ngày 27 tháng 4 năm 2024, vào khoảng 12 giờ 12 phút trưa, camera giám sát ghi lại hình ảnh Mika mua một khẩu súng tại một cửa hàng. Đến 2 giờ 54 phút chiều cùng ngày, Mika gọi điện báo cảnh sát. 2 tiếng sau đó, thi thể cô được tìm thấy dưới nước. Cảnh sát tìm thấy hóa đơn mua súng trong xe của Mika. Trong buổi thuyết giảng sau sự ra đi của vợ, John đã công bố thông tin này với một thái độ lạ lùng. Hắn ta thản nhiên, thậm chí là còn đùa cợt về tiền sử bệnh tâm thần của Mika. Hắn ta cũng khẳng định Mika do quá mệt mỏi vì bệnh tật nên đã tự chấm dứt cuộc đời. Có một lưu ý rằng, đó là cảnh sát lúc này vẫn chưa công bố nguyên nhân sự ra đi của Mika. Vậy mà John đã vội vàng kết luận mọi chuyện và đổ lỗi cho cô vì những rắc rối trong cuộc hôn nhân của họ. Tại đám tang Mika, John lại một lần nữa diễn trò đau khổ. Hắn ta khóc lóc, nói những lời thâm thía về người vợ đã khuất của mình trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Hắn ta kể lại rằng đã 4 lần đến nhà xác để nhìn mặt vợ, thậm chí là còn nắm lấy tay Mika và cố gắng làm cô sống lại. John cũng không quên nhấn mạnh vẻ đẹp của Mika. Hắn khoe khoang rằng Mika từng là hoa khôi và là thần tượng trên sân cỏ. Hắn ta nói Mika là một người vợ tuyệt vời vì cô luôn khen ngợi chồng là nhà truyền giáo tuyệt vời nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu chú ý lắng nghe bài điếu văn thì chúng ta sẽ nhận thấy là John chỉ toàn nói về vẻ bề ngoài của Mika. Chẳng hạn như là địa vị xã hội, những thành tựu và việc cô ấy đã giúp đỡ hắn ta như thế nào. Hắn hoàn toàn không nhắc đến tâm hồn và tính cách của Mika vì có lẽ là John chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. John chỉ cần Mika trẻ trung, xinh đẹp để khiến bản thân trông nổi bật hơn. Đối với hắn ta thì Mika không phải là người bạn đời đáng trân trọng mà chỉ là một chiến lợi phẩm để khoe khoang với người khác. Vì vậy khi Mika muốn thoát khỏi hắn để làm chủ cuộc đời mình, John đã vô cùng tức giận. Mika ra đi cũng giống như việc tước đoạt vinh danh và danh dự mà hắn ta đang sở hữu. Từ đây có thể đặt ra giả thuyết, phải chăng John cũng là một kẻ có vấn đề về tâm lý? Hắn ta đã trút tất cả những bất an, nỗi sợ hãi và khiếm khuyết của bản thân lên người vợ mình. Hắn ta gán ghép cho Mika chứng bệnh rối loạn lưỡng cực, bệnh tâm thần, biện minh cho hành vi theo dõi và kiểm soát Mika. Hắn ta luôn đổ lỗi cho Mika nhằm trốn tránh trách nhiệm thuộc về mình. Cũng có thể, bởi vì John tìm thấy ở Mika cảm giác an toàn vì hắn ta chưa từng bị chính cha ruột mình đối xử tệ bạc. John khao khát địa vị, quyền lực và coi vợ như một món đồ sở hữu để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Phương pháp này có thể hiệu quả trong thời gian đầu, cho phép John nắm giữ Mika trong lòng bàn tay. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ dần vượt qua tầm kiểm soát, khiến Mika ngày càng khốn khổ, còn sự thù hận của John thì lại ngày một lớn hơn. Mặc dù John có chứng cứ ngoại phạm, nhưng nhiều người vẫn tin rằng hắn ta mới chính là kẻ đã ra tay với Mika. Hắn có thể không trực tiếp ra tay, nhưng khó có thể nói hắn ta vô tội. Tất cả mọi nguồn tin đều chỉ ra rằng John đã sử dụng bạo lực gia đình để từng bước một thao túng và gián tiếp dồn Mika đến bước đường cùng. Vào buổi sáng chủ nhật, rất nhiều người đã đứng trước nhà thờ, tay giơ cao biển hiệu, mặc áo thun in dòng chữ "Công lý cho Mika". Họ yêu cầu chính quyền phải vào cuộc điều tra và đưa John ra trước vành móng ngựa. Ngày 28 tháng 4 năm 2024, gia đình Mika cũng đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung mong muốn dư luận ngừng lan truyền thông tin sai lệch về sự ra đi của Mika.
Cha của Mika cho biết trên tay và cánh tay của con gái có nhiều vết thương thể hiện sự giằng co. Đây là điểm bất thường nếu nạn nhân thực sự có ý định chấm dứt cuộc đời. Không những vậy, tại hiện trường còn xuất hiện nhiều vỏ đạn nhưng lại không tìm thấy viên đạn nào. Dường như cảnh sát hoàn toàn không để ý tới những chi tiết đáng nghi này. Họ vội vã kết luận Mika tự đoạt mạng mình chỉ với duy nhất một xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, trong khi hoàn toàn không tiến hành xét nghiệm độc tố. Nếu John không làm gì sai, thì tại sao hắn ta lại vội vàng muốn hỏa thiêu thi thể vợ mình đến như vậy? Cha của Mika đặt câu hỏi. Ông cho biết, với hàng loạt đe dọa trước đó, việc mua súng của Mika hoàn toàn có thể hiểu được vì con gái ông cần phải tự vệ. Ông cho rằng, rất có thể Mika bị một ai đó khống chế và bắt ép gọi điện thoại báo cảnh sát. Hoặc cũng có thể cuộc gọi kia là giả mạo do chính kẻ sát nhân giàn dựng nên. Theo cha của Mika, kết quả khám nghiệm cho thấy Mika bị bầm tím ở tay như thể đã cố gắng chống cự lại kẻ tấn công. Rất có thể trong lúc giằng co, hung thủ vô ý bắn vài phát súng nhưng không trúng Mika. Chính vì vậy mà tại hiện trường mới xuất hiện nhiều vỏ đạn đến như vậy. Sau khi hung thủ hành động xong, hắn ta đã ném Mika xuống sông để phi tang. Tuy nhiên rất tiếc, không có bằng chứng nào chứng minh cho nhận định của cha Mika. Tháng 5 năm 2024, John tiếp nhận phỏng vấn trên truyền hình. Và một lần nữa, hắn ta nói rằng Mika là một người vợ tuyệt vời nhưng lại không may mắn mắc bệnh tâm thần. John cho biết đã cầu xin người thân và bạn bè giúp đỡ nhưng không ai tin hắn ta cả. Không ai thực sự quan tâm đến Mika ngoài tôi, John nói. Hắn ta còn cho biết chính vì thế nên hắn ta đã tự mình nghĩ cách giúp đỡ vợ và không ngờ sự việc lại kết thúc trong bi kịch như vậy. Trong khi John vẫn giả vờ đau khổ thì truyền thông lại phanh phui hình ảnh hắn ta tình tứ bên một người phụ nữ khác tên là Susie. Hóa ra, John và Susie đã lén lút qua lại từ nhiều năm trước, ngay cả khi Susie vẫn còn là vợ người ta. Chưa dừng lại tại đó, tháng 9 năm 2021, chồng của Susie được tìm thấy đã qua đời trong bể bơi. Điều đáng nói là bể bơi này nằm rất gần nhà thờ nơi John làm việc. Mặc dù cảnh sát kết luận chồng của Susie qua đời do đuối nước, nhưng nhiều người lại không tin điều đó. Theo bạn bè tiết lộ, chồng Susie là một tay bơi cừ khôi trước khi gặp tai nạn xe hơi vào năm 20 tuổi khiến anh bị liệt. Mặc dù bị liệt, nhưng anh vẫn rất quen thuộc với môi trường nước. Thường xuyên lướt ván ở biển mà không cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. Chính vì vậy, việc anh đuối nước trong bể bơi thực sự là một điều kỳ lạ và khiến nhiều người đặt câu hỏi lớn phía sau tai nạn thương tâm này. Ngày 9 tháng 5 năm 2024, trước làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận, luật sư bào chữa cho John đã lên tiếng khẳng định thân chủ không hề liên quan đến sự ra đi của Mika. Luật sư cho biết chính bệnh tâm thần đã cướp đi mạng sống của Mika chứ không phải là John và mong mọi người đừng trách John nữa. Hiện tại, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang tiến hành điều tra John và tổ chức do vị mục sư này sở hữu với nghi vấn tham ô tài sản. Cùng lúc đó, văn phòng công tố viên tiểu bang cũng cho biết họ sẽ hợp tác với FBI để điều tra làm rõ sự ra đi đầy bí ẩn của Mika. Vậy theo bạn, tội ác của John cuối cùng có bị lật tẩy? Hắn ta sẽ phải chịu mức án như thế nào? Hãy bày tỏ quan điểm ở phần bình luận bên dưới. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, share cho video và tiếp tục theo dõi kênh để cập nhật những thông tin về nhiều vụ án ly kỳ và hấp dẫn khác. Còn bây giờ thì Khánh Hà xin phép được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.